Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Thì hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một ít hàng này. Thì hôm nay đa số là cần cần ba khúc thích hợp cho anh em, cầu lăng xê cần hai khúc ba khúc nhé, cầu lăng xê hoặc cầu ngâm. Có một số cây cần lùa và cây ISO ấy. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên Zalo nhé. Toàn bộ giá em báo ở video ở trên là giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Phí ship thì nó một đơn nó khoảng 40 ngàn thôi, 40 ngàn cho một đơn cần cầu nhé. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là số Zalo em để trên màn hình. Em đi vào mã đầu tiên này. Đây, mã đầu tiên là một con cần dây trong nhé. Cần dây trong độ cứng 30, chiều dài 3,3 m này, có 3 khúc nha anh em. Đây, anh em xem ngoại hình. Ngoại hình thì cũng có xước sắc nhé. Cần dây trong cán nó hơi bị bẩn, lâu ngày người ta cầm ở đây là cũng bị bẩn luôn này, chưa vệ sinh. Bắt máy là bắn máy của Fuji. Thì cái này anh em nào thích hợp cho anh em về lên khoen này, câu này. Cái cân trọng lượng nó, trọng lượng là 275 gram nhé, 275 gram nhé anh em. Đường kính đót là 2 ly 2. Thích hợp với anh em về lên quen để làm cần cầu ngâm hoặc là cầu cá trê, cá chép. Mã số 1 này, mã số 1 có giá là 500 nghìn. Mã số 2 nhé. Mã số 2 là một cây cần 2 khúc, hai khúc và có ba ngọn nha anh em. Thì cần thì nó cũng cũ rồi, cái lớp keo nước lớp sơn bóng của nó bị bong sơn thôi, chất liệu phôi thì vẫn ok. Bật máy là bật máy Fuji, có ba ngọn nha anh em. Cái này anh em về vệ sinh, xin sạch sẽ lại là câu ok thôi. Một cái cân nội địa Nhật nhé, chiều dài 2,4 m, có ba ngọn, ba ngọn ba độ cứng khác nhau. Chân keo nó bị nứt nhé, độ cứng từ 30 đến 120 này anh em. Một ngọn là 30 50, một ngọn 50 80 và một ngọn 80 120 nhé. Đúng rồi, đây anh xem, anh em xem tổng thể này. Cái ngọn có hai cái ngọn nó hơi bị hụt chiều dài một tí thôi, khoảng 1 2 phân. Cái này để rẻ anh em giá 1 triệu này, 1 triệu cho cây cân carbon có ba ngọn nhá, chiều dài 2,4 m, ba ngọn ba độ cứng, anh em câu đa dạng thể loại. Mã số 2 có giá 1 triệu nhé. Mã số 2 1 triệu. Mã số 3 này, mã số 3 là một cái cần của hãng Alpha Taco nhé. Cây này Alpha Taco của Hàn Quốc này, cây này cũng còn khá là đẹp nha anh em. Sử dụng là xích này, bắt máy Fuji tem vàng này. Cây này còn khá là mới, độ cứng 30, dài 2,7 m, cần dây trong nhé.
của hãng Alpha Taco này. Sứ dẫn của nó là sứ dẫn xích nhá, toàn bộ sứ dẫn là sứ dẫn xích hết. Thì cây này thích hợp cho anh em về lên khoen hoặc là để vài câu thì cũng ok. Trọng lượng của nó là 290 g. Đường kính đót là 2 ly 7. Cái này mã số 3 có giá 600 nghìn. Mã số 3 600 nghìn. Mã số 4 này. Mã số 4 là một cái cần cần ISO nhé. ISO này, Hato Para này, đọt số 3 dài 4,5 m. Cây này còn khá là mới. Cây này thì nó là hàng của Trung Quốc xuất nhất nha anh em. Bát máy là bát máy của hãng này, bát máy thường nhá, của hãng này, hàng China xuất nhất nha anh em. Đọt số 3 dài 4,5 m. Cây này thích hợp cho anh em câu ISO hoặc là anh em về xả để làm cần tay nhá. Đọt số 3 thì nó khá là cứng này, cứng tương đương với khoảng 3 4 h này. Khoen thì cũng là khoen của hãng luôn. Cây này cần còn rất là mới này, trong này nó bị bẩn rồi, đây bị bẩn này, các lóng nó cũng không có xước nhiều, nói chung còn khá là đẹp. Cây này cho anh em về xả làm cần tay nhé. Đây, trọng lượng của nó là 285 g. Đường kính đót là 1,5 l. Mã số 4 có giá là 450 nghìn. Mã số 4 450 nghìn. Mã số 5. Số 5 là một cây ISO khoen lớn của hãng Daiwa nhé. ISO khoen lớn của Daiwa này thì cây này cũng có trầy xước nha anh em. Hàng quá sử dụng rồi, có trầy xước này cũng bị xước. Bắt máy vặn Fuji này đem vàng. Cây này là cây Daiwa Diamondic. Đọt số 4 dài 5,3 m. Chất liệu cross carbon này, hàng của Korea xuất nhất. Sun X nhé, rốt carbon Sun X này. Thì các lóng trong thì nó cũng có xước nha anh em, nhưng mà phôi cây này nó rất là trâu. Anh em nào thích câu ISO gành biển mà bạo lực thì lấy cây này, hoặc là về xả tay cũng ok nhé. Khoen cũng là khoen Fuji này, quen là khoen Fuji luôn nhá. Ở đây nó bị nứt một cây, nứt một tí khoen này, mà không ảnh hưởng gì hết, vẫn dùng ok nhá, nó không bị bay ra bên ngoài đâu. Đây, khoen bị một chỗ đó thôi, còn lại ok hết nhá. Cân trọng lượng nào, trọng lượng của cây này 405 g, 405 g này. Đường kính đọt, là 1,7 nhé. Mã số 5, có giá 1,4 triệu. Mã số 6 này,
Mã số 6 là một cái kênh của hãng Ken Grab. Cây này có 3 khúc nha anh em. 3 khúc để xem có bao nhiêu khoen, là 1 2 3 4 5 6 7 8 khoen cả đầu bu nhé. Tổng có 8 khoen cả đầu bu này, khoen là khoen Fuji 6 Gold nhé. Kênh có màu xanh, Ken Grab kênh khá là mới đấy. 3 khúc tem vàng này, cần 3 khúc này, Osim Blue, chiều dài là 3m9 nha anh em, 3m9 này, có 3 khúc. Thì cây này thích hợp cho anh em câu câu cá chép hoặc là câu câu cá trê này. Cây này cũng khá là mềm, không cứng lắm. Cái này cần lùa cứng ngang với độ cứng L, 3m9 độ cứng L, cần lùa tải mồi chắc khoảng được 30g ấy, tải mắc khoảng 30g. Cần khá là mới nhé. Khoen là khoen Fuji 6 Gold này. Trọng lượng của nó là 385g. Đường kính lọt là 1.8 lít. Mã số 6 này, mã số 6 có giá 1.600.000. Mã số 6 1.600.000 nhé. Mã số 7 này, số 7 là một cái cần 2 khúc của hãng Majorcraft. Này, cái này nó bị chắc là bị cấn một cái cấn một cái gì hoặc là bị cái gì đó nó vạt mất một tí xốp này anh em. Cái này anh em về vá lại cũng được nhé. Về đưa ra chỗ người ta làm dép ấy, người ta vá một tí là được. Muốn đẹp thì vá vào tí rồi xong anh em bọc hết cái màng cò ở đây là nó bình thường. Này, bắt máy Fuji nhá. Cây này là Majorcraft Skybird này. Hàng special, cây này khá đắt tiền này. Chiều dài là 10.6 feet này. 10.6 feet là tương đương với lại khoảng 3m18 ấy, 3m2. Lùa từ 3 đến 100g này, tải dây từ 3 đến 5 GPE nhé. Ở đây chỗ này nó bị bẩn, dính keo. Chỗ này bị dính keo nhé. Cái này anh em chui đi là sống. Cây này là khoen khoen K này. Khoen xích nha anh em. Khoen K xích. Cây này thích hợp cho anh em câu ghênh này. Câu ghênh tải mồi khoảng 100g đổ về. Câu ghênh nhé, dạng su dích ấy. Cho nên thích hợp cho anh em câu ghênh. Toàn bộ dàn là dàn khoen Fuji 6. Cần thì cũng còn khá là đẹp. Mỗi tội cái cán nó hơi bị xấu rồi. Cán bị sứt một tí. Anh em về làm lại nhé. Cây này anh em đánh, nếu mà cầu lóc thì đánh nháy thật cũng ok này. Hoặc là cầu gành nhá. Đấy, cần thì còn khá là đẹp. Cái về chỉ sửa lại cái cán lại là cầu ok lắm. Dòng này khá là bạo lực, cần rất là cứng và nảy. Trọng lượng của nó là 290g nhé. 290g. Đường kính đót là 2.2 nhé. Mã số 7 này. Mã số 7 có giá là 3.000.000. Mã số 7 3.000.000.
Mã số 8 này. Số 8 là một cái cần 3 khúc. 3 khúc dài 3m35 nhé. Cần của hãng Suzumi này. Cây này còn khá là bẹt đẹp nhưng mà nó hơi bị bám bụi một chút thôi. Cần thì nó còn đẹp. Bát máy Fuji này, quen là quen Fuji luôn nhé. Cây này chuyên dòng Madai này, anh em nào am hiểu về dòng Madai. Độ dài 3m35, độ cứng M nhé. Của hãng Suzumi. Cây này độ cứng tương đương với khoảng 50 này. Độ cứng khoảng 50. Độ cứng từ khoảng 30 đến 50 nhé anh em. Thích hợp cho anh em câu cá trê hoặc cá chép này. Cần thì còn khá là đẹp. Metasil. Hàng ở Suzumi Korea nhé, tem vàng đấy. Trọng lượng của nó là 295g. Khá là nhẹ nha anh em. Đường kính đót là 2.5 ly. Mã số 8. Mã số 8 có giá là 1 triệu nhé. Mã số 8 1 triệu. Mã số 9 này. Mã số 9 là một cây cần của hãng Sunfit. Chất liệu các carbon Sun X này, hàng của nội địa Nhật nhé. Cái này, cán của nó ở phía cán nó cũng hơi dấu hiệu trầy xước. Này, chất liệu carbon Sun X, double carbon. Ở đây cây này hàng của Korea nhé, made in Korea này. Độ cứng 25, chiều dài 3m9 này, thích hợp cho anh em đánh lúc đầu cần, anh em ghi gầy rô hoặc là ấy nhé. Này, chất liệu carbon Sun X. Đấy, cần khá là đẹp. Quen là quen Fuji. Toàn bộ là quen Fuji nhé. Bắt máy Fuji. Thích hợp để anh em câu lục đầu cần. Chất liệu carbon Sun X. Trọng lượng là 373g. Đường kính đót là 2.5 ly. Đường kính đót 2.5 ly này. Mã số 9. Cây này mã số 9 có giá là 1.300.000. Mã số 10 này. Mã số 10 là một combo cần máy nha anh em. Combo này thì rất hợp tông này. Đều là tông màu trắng hết nhá. Anh em nào thích sưu tầm hoặc là câu ok, máy rất là mượt này. Còn Candia màu trắng. Candia này, Candia 2506 nhá. Này, JPE 0.8 vào được 140m. Thì anh em vào tầm 1.2 hoặc 1.5 nhá. Thích hợp cho anh em câu cá lóc, cá chẽm đều ok này. Cần máy thì nó cũng có một vài chỗ nó bị trầy xước. Đây, bị một chấm ở đây. Duy nhất một chấm ở đó thôi. Còn lại là tổng thể đẹp nhé. Tiếng máy rất là hay. Cây này còn cây cân là cần của hãng Abi Special của Korea nhé. Cán là cán mút, cán bần. Khoen của nó khoen Fuji nhé. Chất liệu khoen Fuji.
Độ dài là 2,1 m này. Chiều dài là 7 feet là 2,1 m. Lùa là từ 10 đến 30 gram. Tải dây là 8 đến 20 lb nhé. Ở đây cái keo nó hơi bị nứt một chút chút rồi. Anh em nào thích về sửa không thì đều phải câu ok nhé. Thích hợp thì anh em câu cá lóc cá chẽm này. Thì bộ này có giá là 3 triệu rưỡi nha anh em. Máy 2 triệu rưỡi còn cần 1 triệu. Combo này mã số 10 này. 3 triệu rưỡi. Mã số 10. Mã 11 này. Mã 11 là một cái cần dây trong nhưng mà đã được người Nhật họ lên lên khoen rồi nhá. Lên khoen Fuji Six này. Nói chung là có một số nó có vẫn có lẫn một số khoen thường. Thì đa số là khoen Fuji Six nhưng có lẫn một số khoen thường anh em. Thì họ lên hai loại khoen, cái này thì ở bên kia họ làm thì em cũng không biết đâu. Đây, độ cứng 80, dài 3,3 m nhá, của hãng Beta Fishing, hàng Korea này. Cần nếu khá là ok, đây là toàn bộ chỉ keo họ tự lên hết nhá. Ở đây có một vết trây này, trây tróc sơn đây, có bị xước. Nói chung là cần cũ thì không thể tránh khỏi xước rồi nhỉ. Bu xích này, quen quen xích này, ba khúc. Độ cứng 80, dài 3,3 m, thích hợp thì anh cô lăng xi hoặc cô bo mè nhé. Đây này cô bo mè được này. Mè hoặc cô cá tra sông. Trọng lượng là 390 gram nhé. 390 này, đường kính đọt. Đường kính đọt là 3 ly 2. Đường kính đọt 3 ly 2. Mã số 11. 11 có giá là 1 triệu nha anh em. Mã 11 1 triệu này. Mã 12. 12 là một cái cần hai khúc. Độ dài là 2,4 m, độ cứng 50 nhá. Khoen là khoen Fuji này, bắt máy Fuji tem vàng này. Cây này nó hơi bám bụi ấy. Thực ra cây này rất là mới nha anh em. Cây này là cây độ cứng 50, dài 2,4 m này. Khoen là khoen Fuji nhé. Hàng China xuất Nhật. Độ cứng 50, dài 2,4 m. Khoen Fuji, bắt máy Fuji tem vàng. Cây này trọng lượng của nó là 240 g. Khá là nhẹ. Đường kính đọt. Đường kính đọt là 2 ly nhá. Đường kính đọt 2 ly. Mã số 12 này. Mã số 12 có giá là 1 triệu. Mười 1 triệu. 13. 13 cũng là một cái cần hai khúc 2,4 m tiếp. Cây này cũng khá là mới, bắt máy vặn Fuji tem vàng này. Quen là quen Fuji. Cần 2,4 m của hãng Suzumi nhé. Cây này đọt tháp này anh em. Đọt tháp nhé. Hàng của Suzumi này, Hàn Quốc. Độ cứng cây này xem nào. Độ cứng cây này tương đương với khoảng 50 nhé. Ở phía trên này hơi nó dẻo rồi, còn phía dưới nó rất là cứng nha anh em. Cứng khoảng 50 80. Thích hợp cho anh em câu lăng xê. Trọng lượng 280 g này. Đường kính đọt. Đường kính đọt là 22, đọt là đọt tháp nha anh em. Anh em câu lăng xê hoặc câu ngâm. Mã 13 cũng có giá 1 triệu nha anh em. 13 1 triệu này.
14 này. 14 là một cái kênh của hãng, gì đây? Miva Frog. Cái này của nội địa hàng của Nhật. Cái này chiều dài là 3,3 m và độ cứng 30 nhé anh em. Này, khoen Fuji 6 này. Bát máy Fuji nhá. Cây này keo nó hơi bị cũ rồi. Đây, độ cứng 30 mét Japan này. Dài 3 mét 3 nhá. Trước thì nhầm câu cá chép hoặc là câu cá trê. Cái chân keo thì nó cũng hơi bị cũ rồi nha anh em. Lâu ngày rồi. Cũ mà anh em để về để câu hoặc là làm lại thì cũng ok cả thôi. Hàng của Japan thì nó chất lượng rồi, không thể bàn cãi được. Made in Japan nhé. Trọng lượng là 320 gram. Đường kính đót là 2,5 ly này. Đường kính đót là 2,5 ly. Một cái kênh hàng Made in Japan. Khoen là khoen Fuji 6 chân sóng khói. Mã 14. 14 này. 14 có giá 1.100.000. Mã 15 này. 15 là một cái kênh của hãng Suzumi á, kênh này kênh hai khúc này. Độ cứng 30, dài 2,4 m. Quen là cũng là quen của Fuji nhé nha. Cây này thì cũng khá là mới này. Màu trắng rất là đẹp nhé. Cây này còn sót lại của lần trước. Màu trắng rất là đẹp nhé. Vân carbon nổi luôn gần anh em. Độ cứng 30, dài 2,4 m, tích hợp với nhanh cầu lăng xê. Trọng lượng là 360 g này. Đường kính nót. Đường kính nót là 2 ly nhé. Đường kính đót 2 ly nhé anh em. Tích hợp của em cô lăng xê này. Cái này mã số 15 mà. Mã 15. 15 có giá là 1,1 triệu. 16 này. 16 là một cần 3 khúc nha anh em. Cái này phôi của nó rất là đẹp và phôi kiểu xoắn. Xoắn vầy rắn này. Quen là quen Fuji phản quang nhé. Bắt máy Fuji này. Quen Fuji phản quang nhé. Bòn xoắn vầy rắn. Quen Fuji phản quang. Cây này khá là đẹp. Độ cứng 50, dài 3,3 m nhé. Thích hợp với anh em câu cá chép hoặc là câu cá trê. Trọng lượng là 325 g. Đường kính đót này. Đường kính đót là đường kính đót 2 ly. Cái này có giá là 1.100.000 nhé. 1.100.000 mã số. Mã số 16. Mười bảy là một cái cần hai khúc tiếp nhé. Của hãng Alpha Taco nha anh em. Của hãng Alpha Taco này. Bắt máy Fuji nhé. Hàng của Korea này. Korea xuất Nhật.
cái Super Công 3 độ cứng 30 dài 2,4 m này, khoen là khoen Fuji nhé, thước của nhà em câu lăng xê này. Trọng lượng là 240 g. 240 g này. Đọt là 2 ly nhá. Thước cho anh em câu lăng xê này. Mã 17, 17 có giá 1 triệu. nhé. 18 này. 18 là 10 cân rồi. Cân nội địa Nhật nha anh em. Hai con Liti Carbon này. Cái này cũng còn khá là đẹp, ở dưới này không hiểu sao người Nhật họ cạo bớt cái sơn này cũng không hiểu để làm gì. Anh em về muốn đẹp thì nhám mới bớt cái phân này cho nó bằng phẳng cái sơn này là đẹp. Còn tổng thể cần thì nó đẹp rồi. Cây này bát máy Fuji tem vàng. Khoen là khoen Fuji nhé. Cần màu trắng rất đẹp này. Độ cứng 50 dài 33. Trên thì còn rất là đẹp, không hiểu sao tự nhiên bọn kia bọn cạo mất cái sơn nữa kia. Khoen là khoen Fuji nhé anh em. Trọng lượng là 390 g. 390 g. Đường kính đót là 3 ly 1. Chốt cho anh em câu cá tra sông hoặc là câu chép, câu cá trê. Mã số 18 có giá là 1,1 triệu. Mười chín là 10 cân, 2 khúc, 2 khúc nội địa Nhật nhé. Chiều dài là 2,4 m, độ cứng 30. Bát là bát máy Fuji này. Bát Fuji, quen Fuji phản quang. Cân còn đẹp này. Độ cứng 30 dài 2,4 m nhé. Thích hợp cho anh em cầu lăng xê. Trọng lượng là 285 g. 1 ly 8 này. Thích hợp cho anh em cầu lăng xê nhé. Cây này mã số 19 có giá là 1,1 triệu. 19 1,1 triệu này. Hai mươi là một kinh của hãng Mamiya, cây này rất là đẹp nha anh em. Đây, cây này anh em sưu tầm hoặc là câu cũng ok nhé. Khoen là khoen Fuji kết hợp với khoen lá xích nha anh em, khoen xích hết này. Bắt máy Fuji nhé. Đấy. Độ cứng là 30 dài 36. Đây có chút chảy xước này. Cây này cây Kazonac. Khoen rất là đẹp, dàn khoen nó rất là đẹp nha anh em. 30 dài 36 này anh em câu cá trê hoặc là câu cá chép. Cần rất là đẹp. Trọng lượng là 475 g nhé. 475 g này. Đọt là đọt 3,5 ly. Đọt 3,5 ly nhé. Cái này mã số 20 có giá 1,4 triệu này. 1,4 triệu nhé. Mã 20. Thì vừa rồi thì em có giới thiệu cho anh em 20 mã cân nhé. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc số Zalo em để trên màn hình nhé. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc và anh em được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng hàng thì anh em mình nhận nhé.
Và phí ship toàn quốc thì mặc định là 40.000 một đơn nha anh em. Thì hàng hóa nước này thì giá vận chuyển nó cũng cao nữa, cộng thêm một cái tiền ống nước ấy. Anh em nào làm về điện nước thì biết, bây giờ một cái ống 60 nó hơn 100.000 một cây rồi, nó rất là tốn kém anh em. Cho nên anh em mua hàng đừng có bao giờ mặc cả cái tiền vận chuyển của em nhé. Anh em cần thì cũng phải đóng vào cả ống nước, chi phí đóng hàng rồi mua ống nước là đóng để cho bảo quản hàng đến tay anh em nó được an toàn nhất. Thì cái chi phí ống nước nó bây giờ hàng ống nước nó lên gần như là gấp rưỡi gấp đôi so với cái đợt trước rồi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào anh em và chúc anh em sức khỏe.